Xin kính chào toàn thể quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim Thạch Phải Dương. Và là em đây. Buổi chiều ngày hôm nay thì em đã xin phép lên sóng báo giá chi tiết một mẫu xe hạng C mới về. Một em Kia Cerato số tự động bản 1.6, xe sản xuất đời 2018, chạy 5.8, đăng ký biển 35 Ninh Bình. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 525 triệu. Em bao giúp hồ sơ, cam kết không ngập nước, không thể kích, không bổ máy, bổ số. Hồ sơ pháp lý chuẩn, cam kết bằng văn bản cho khách hàng mình ra hãng, ra thợ mình kiểm tra chất lượng xe trước khi nhận xe và thanh toán tiền. Thế thì địa chỉ xem xe trực tiếp của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, ở đối diện cây xăng Thanh Bình. Và số điện thoại liên hệ là 0978607555. Khách hàng đến xem xe trực tiếp thì sẽ được bên em để cho một cái giá ưu đãi nhất và yêu thương nhất. Rồi thì cũng không dài dòng nữa, em xin được phép quay chi tiết luôn ngoại thất nội thất của chiếc Kia Cerato này cho khách hàng nào đang quan tâm. Em này thì chủ khá là chăm xe, lên đầy đủ đồ chơi rồi, như là màn hình Android này, đấy, cam hành trình, cam lùi cũng đầy đủ. Đời 2018 bản 1.6 số tự động, cho nên cũng được trang bị các tính năng an toàn như là hệ thống an toàn hai túi khí này, là cảm biến trước sau, cam lùi và ABS 4 bánh. Cái dòng xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc thì khách hàng cũng biết rồi, option rất là nhiều, đáp ứng đủ mọi nhu cầu của người dùng. Cụm đèn bi xenon kết hợp giải led ban ngày chạy bên. Cái dàn lốp vẫn còn khá là dày, em vừa mới thay gần đây thôi. Cái la răng không một vết chém. Em này thì đăng kiểm còn đến tháng 7 năm sau, tháng 7 năm 2022. Vẫn còn là dài. Cái form dáng đẹp, khoang ngồi rộng rãi thoải mái, option đầy đủ. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan báo rẽ và nút mở cửa, nút bấm mở cửa thông minh trên tay nắm. Đây là sơ qua về phần ngoại thất, thì bây giờ xin quay đến khoang nội thất của em này luôn. Khoang nội thất là ghế da màu kem nguyên bản, tất cả các mặt táp lô táp bi được bọc da màu đen. Chủ cũ lại thích màu mè hơn, cho nên là đủ một số đoạn dây đen quanh táp bi cửa và táp lô. Đầy đủ các tính năng như là ghế lái chỉnh điện này, nhớ hai vị trí, gương kính chỉnh điện, gập gương tự động. Giờ như là lấy chuyển số trên vô lăng, đàm thoại rảnh tay và ga tự động cruise control. Đèn tự động order 5.8, lịch sử hãng cũng đầy đủ. Đấy, từng con ốc cánh cửa là đều là zin hết. Rộng rãi và có thêm là cửa gió điều hòa phía sau, đấy, giúp làm mát nhanh hơn trong mùa hè. Khoang ngồi dòng Cerato thì gần như là rộng nhất trong cái phân khoang xe thôi, tận dụng hết những cái khoảng trống trong xe, khiến người dùng thoải mái hơn. Trần nỉ nguyên bản và cửa sổ trời chỉnh điện. Gương chiếu hậu chống chói tự động luôn, nguyên bản theo xe. Và ở giữa này là một cái màn hình Android đã được chủ cũ độ lên, để tích hợp luôn là cam hành trình và camera lùi, có thể hòa mạng, nghe nhạc, xem phim, kết nối Bluetooth hay là kết nối AUX, xài đài FM trên cái màn này thì cũng được hết, rất là đầy đủ và tiện nghi. Điều hòa tự động hai vùng biệt lập và sạc tự động không dây, tính năng được trang bị trên bản 1.6 đời 2018. Các đời cao thì chỉ được trang bị thêm bản 2.0 thôi. Hộp số tự động 6 cấp, 3 chế độ lái và cảm biến quanh xe, nút bật tắt cảm biến quanh xe. Cái điều hòa này là có lọc khí ion anh chị nhá. Đấy, có lọc khí ion đảm bảo sức khỏe cho khách hàng. Ở bên này thì có thêm một cái bảng thông số lốp
được chủ cũ gắn thêm. Đấy, cảm biến áp suất lốp. Con này thì về cũng chỉ việc đi thôi, cũng không cần phải làm một cái gì nữa. Mấy cái dây đèn này thì mình không thích thì mình có thể kéo ra bình thường. Cái này nó chỉ là một số cái dắt, nó dắt vào cái các cái khe ở cái mặt dưỡng nhựa này thôi, không phải là cái gì nó dính quá. LED này nó khá là đẹp, không ảnh hưởng gì đến xe. Lipo đôi thể thao nhìn cân đối và bốn mắt cảm biến sau. Khoang cốp Cerato thì em cũng quay rất là nhiều rồi. Khoang cốp cực kỳ rộng rãi thoải mái để đồ. Hàng ghế thứ hai thì có thể gập được xuống ngay. Nhiều lúc cần thì mình mới thấy cái tính năng gập ghế hàng ghế thứ hai thì nó mới hữu dụng. Chẳng hạn để đồ gì quá dài mà không đóng cốp được thì mình sẽ gập hàng ghế thứ hai xuống. Đấy, để rất là thoải mái luôn. Cái tính năng khá là hay. Viêm này sử dụng động cơ 1.6 cho mức xăng tiêu hao chỉ rơi vào tầm 6,5 đến 7 lít trên 100 cây được hỗn hợp. Nói chung thì cũng tùy vào cái người lái xe nữa, phanh ga nhiều thì nó sẽ nhanh hao xăng hơn. Đây là sơ qua về phần ngoại và nội thất. Thì bây giờ em xin quay đến luôn khoang động cơ của em Kia Cerato này. Đấy, máy đang nổ đây, rất là êm. Sử dụng động cơ 1.6 tự động. Cái mức xăng tiêu hao thì nãy em cũng nói rồi, em có 6,5 đến 7 lít trên 100 cây được hỗn hợp. Bên em cam kết máy zin, không thủy kích, không ngập nước, không bổ máy bổ số. Đấy, zin từng qua đốc máy luôn. Các dòng đời cao này thì không được phép là bổ máy bổ số. Đây là sơ qua về chiếc Kia Cerato này. Khách hàng và anh chị nào đang quan tâm thì có thể liên hệ với em luôn vào số 0978 607 555, hoặc có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Mình xem xe kỹ hơn và thương lượng về giá tốt nhất. Đấy, anh chị khách hàng nào đang thắc mắc cái gì thì có thể là bình luận phía bên dưới, em sẽ giải đáp toàn bộ mọi thắc mắc cho quý chị và khách hàng.